Xin chào lại gia đình ha. Em là Sáp Y Ông. KCZ40. Điện 100V 32W, hàng xuất Nhật. Ngoại hình đẹp ha. Nó có hơi ngã 90% ngã vàng nha. Ủa 10% thôi, 8% thôi. Có hơi vàng tí xíu nhưng mà vẫn còn trắng đẹp nha. Ngoại hình đẹp, máy móc nguyên zin ha. Nãy xanh lè giờ tay em bóc vô dơ là nó cảm biến bụi liền ha. Full chức năng ha. Nè, xanh là tốt, vàng là chưa ha. Còn đỏ nó là cực kỳ xấu luôn nha. Đó. Đó, ô nhiễm dữ lắm đó, mình đi á, lúc mình ngủ mùng mền chiếu gối là văng bụi lên là nó gì nè. Y Ông 7000 full chức năng nha. Cái này là đèn. Nè, quý khách thấy đèn nè, mờ mờ nè, tối nè. Sáng nè. Còn này là phá cho em. Cái này là cái gì mới dịch mất tiêu rồi. Cái này là tự động nè, vừa bù ẩm vừa nước luôn, phấn hoa. Còn này là gì? Mới dịch quên nữa rồi. Cái này là tốc độ quạt. Đỏ nó yếu ha. Mạnh. Còn cái này là vệ sinh màng lọc, tức là xài vài 3 tháng cái màng lọc nó dơ, nó báo màu đỏ là cái màng lọc là khúc sau này nè. Mấy cái màng ở phía sau á, mình đi vệ sinh mình thổi bụi, quét bụi nha, không ngâm nước nha, không rửa nước luôn. Đè nó hoài. Cho nó nghe cái tiết là ok, là nó xóa lỗi đèn đỏ. Còn đèn là đèn y ông, nên mở không nên tắt nha. Đèn y ông là đèn này nè. Nên mở nha, đừng nên tắt y ông nha. Còn cái này là khóa bấm phím, đè hoài luôn. Rồi nó cháy đèn là bấm không được trơn ha, liệt hết trơn luôn nè. Quý khách nghe, y ông yết gì cũng không được trơn nè ha. Cái này là khóa cho em, mở ra đè hoài luôn. Rồi ok, không báo lỗi gì hết ha. Còn cái này là báo này là lỗi, là lỗi là không có nước, màu đỏ. Mấy cái màn phổi này á, thì màn mới này là 150.000, màn phổi này thì 200.000. Em có bán hết, phụ tùng gì em cũng có, chân sáp là đa số là có nhiều nha. Đó, hư cái nào là em có cái đó hả, khỏi lo. Còn rất là đẹp nên không cần phải thay nha. Cái con này ngâm nước rửa nước thì thoải mái nha, bình thường. Đây phía sau đây đẹp luôn, ngàm bọng đầy đủ nha, không có gãy gì chân á. Màn than đẹp luôn, than hoạt tính á, tia hồng ngoại rồi đó, nó rất là tốt nè. Màn là màn hê ba lọc bụi mịn, lụi bụi 0.05 á, bụi mà mình không thấy đường á, rất là hay. Giống như nhìn ánh nắng á là nó hút vô đây, nó cản ở đây nè. Lâu lâu mình thấy dơ mình vệ sinh, hoặc là dơ nó sẽ báo cái đèn này, nãy như em nói nè, nó báo cho này nè. Mình lấy cọ hoặc là mình lấy cái máy thổi bụi mình thổi nó là ok ha. Mình thấy không, phổi nè, rất tốt cho sức khỏe nha, hỗ trợ đường hô hấp, bù ẩm, không cho khô làn da, người hen suyễn hoặc là khó thở cái này kia đó, rất là tốt. Hiện giờ không có nước thì nó không bù ẩm nè ha. Giờ em bật cái phao lên nè thì chức năng bù ẩm nó sẽ hoạt động nè ha. Và đồng thời nó có nước nó sẽ tắt cái đèn màu đỏ này đi. Em buông ra là nó báo đèn đỏ là không có nước thôi. Rồi rất là ok ha. Đèn xanh lại ha. Tức là nãy giờ nó lọc bụi được rồi đó. Rất tốt cho sức khỏe nha. Con này thì em bán giá 700.000 chưa bao gồm phí ship. Quý khách nào có nhu cầu lên điện 220 thì xỉm 550.000. Lên điện là em lên nguyên cục tăng phô nha, em không có biến điện biến gì chân nha. Cục tăng phô nó mới bền nha quý khách. Đó, mình để theo thứ tự, cái miếng này vô trước, cái mặt này ra ngoài. Thang này vô đây ha. Rồi ok, quý khách cô chú anh chị em nào mà thật sự có nhu cầu mua, quan tâm đến sức khỏe sẽ liên hệ em ha. Cái con này thì chạy một ngày một đêm chưa đựng ký điện là 24 tiếng chạy maximum luôn đó nha. Còn mình chạy gai ngày 5-3 tiếng thì chắc 4 ngày, tầm 4 ngày mới ký điện. Siêu rẻ mà lại bù lại là có sức khỏe rất là nhiều nha. Rồi quý khách nào có nhu cầu thì liên hệ em qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, TikTok, qua số điện thoại 0939 396480. Rồi một lần nữa xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.